quân nào. Đây full ASEAN dành cho game thủ xi măng rồi. Còn bên kia là Summer và AC. Trận đấu mà chúng ta lại quân cửa dưới khi mà chúng ta có con cho son của game thủ đang sâu kêu. Còn bên kia là con Summer cũng như con Acidia. Đôi voi không? Vâng, đôi voi dành cho game thủ xi măng. Và một bầy hươu 4 con. Đấy, anh sẽ ăn cạnh trên ép của mình. Đấy xa nhà chính một chút. Tiếp tục cắm cờ cho những con nông dân đi tìm đồ ăn. Đây là bàn máy của game thủ Nam Song Kim. Đang đưa cái bầy hươu đầu của mình về. Không là trận thiếu này chúng ta quân xấu hơn. Nhưng mà cái đồ ăn chúng ta sẽ thuận lợi dành cho hai game thủ của chúng ta. Tài nguyên đã đủ để cho game thủ Nam Song Kiêu thiết kế chiếc BS của mình rồi. Thấy rừng hơi xa một chút nhưng tôi vừa thấy bóng voi đi đó. Đang cố gắng đưa cái bầy hươu đầu của mình về. Bầy hươu rất xa nhà chính của Nam trong khi xi măng đang tìm được cho mình 3 con voi và đưa về sát nhà chính của mình rồi. Sát nhà chính của mình đã có về mỏ và phụ để cho game thủ xi măng. Bắt đầu nhả những con nông dân ra và kích đời dành cho game thủ xi măng với 25 nông dân trận thiếu này. Phải kích đời rất sớm dành cho game thủ xi măng khi mà có cho mình 3 con voi. Nam cũng có cho mình một mỏ quả phụ và như đang ăn tranh cái gì đó với màu 4. Màu 4 trận thiếu đó này game thủ U98 cầm ACDA. Ăn tranh mỏ quả. Chúng ta có 2 mỏ quả trận thiếu này dành cho game thủ Nam Sâu Kiêu. Bắt đầu nhảy đời dành cho game thủ Nam Song Kiêu rồi. Sau đây sẽ thiết kế những nhà BL cũng như nhà BM để lên đời 3 để cho mình. Homus.
Đời ở cuối 10 dành cho game thủ Nam Song Kyu với 24 nông dân. Ở thời điểm đầu chúng ta cùng xem Nam Song Kyu thôi, đánh thôi, đánh chém thì không nào. Con giò của Nam Song Kyu đã là con giáp đầy đủ trận đấu này. Và anh muốn tìm kiếm thêm cho mình đồ ăn để có lực chém trận đấu này. Vâng, nhà của nhìn qua thế nhà của Hino màu bốn không phải là những thế nhà đơn giản đâu, rất khung trận đấu này. Họ bắt đầu thu đây 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 bên ngoài này, không biết là còn những con nông dân không. Thì một chiếc BG, vậy là nhà của Hino. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, họ đang có con giò ở đây. Con giò của Hino Bùi Phương Nam cũng đang chọc chéo sang đây, đánh cho ở đây có khoảng tầm 7 con nông dân của Hino 98 gần mút tạm được con nông dân. Bên kia con giò của họ đang chọc vào cái mỏ ăn hoang của mình. Đâu rồi? Thằng tôi nhầm vào màu rồi. Đây đây đây, họ vẫn đang quanh quẩn đây đợi con tê. Họ đang muốn phối hợp con tê cũng như con giò. Chúng ta sẽ vụt con giò trước. Con giò đã ăn được con giò của game thủ Bùi Phương Nam trận đấu này. Và game thủ Nam Song Kyu đang muốn bò e vào, không cho những con dân họ về với nhà chính. Để con chém nở ra, con chém nở ra. Nó bắt đầu thu được rồi, vẫn thu được vào nhà dành cho game thủ Bùi 98. Trận đấu này họ chỉ mất một con dân thôi, đã bò xong nhà. Con lạc đà lên đây luôn. Vậy thì nhà của game thủ xi măng sẽ không bị đồng vào. Chúng ta mất tầm 4 dân, 4 dân trong em. Và game thủ Nam Song Kyu đang muốn tạt sang luôn nhà của Nam Bùi Phương Nam. 2L đều dành cho game thủ Bùi Phương Nam trận đấu này ở trong nhà, không biết họ có phù không. Đây 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 đây, bắn luôn. Chúng ta đây có con chém, hai con chém đẩy luôn nhà cầm chém trận đấu này. Cầm bên kia họ chưa có bánh xe đâu khi mà đánh 2L và chưa có bánh xe dành cho game thủ Bùi Phương Nam. 2L đều dành cho game thủ xi măng đang đẩy lên đây. Nhưng mà xi măng lên đời rất sớm trận đấu này. Game thủ Nam Song Kyu họ đã cũng đã cho mình bên kia họ cũng dám vào, chúng ta đứng trên dốc cũng như là một cái khe cũng không thể vào được dành cho những con lạc đà. Khó để giữ vào cái thủ xi măng đang muốn diệt trên những con lạc đà. Đã có một tên giáp nhẹ rồi, giáp nhẹ hai rồi. Cái này Nam Song Kyu nào, Nam Song Kyu tham lại là 27. Đang tụ ở đây được gần một kích ngờ dành cho game thủ này. Tách vào vài con để ăn những con nông dân của game thủ Bùi Phương Nam. Bùi Phương Nam vẫn chưa có bánh xe khi mà họ đang bắt 2L rất đều. 2L đều đấy, nhiều đấy. Còn chắc chắn là họ phải đợi những con ngờ của game thủ 98 vào đây thì mới thủ được nhà. Không thì chắc chắn nhà có một tên đi vòng không. Nam phải nhìn xem những thế đi quân của game thủ màu 4. Rồi họ không đi vòng và game thủ xi măng đang cấu rỉa những con lạc đà. Bên họ đi vòng kìa, họ đi vòng đứng lên đây và ít quần thôi, ít quân dành cho game thủ mà 4 thôi. Và game thủ xi măng đang muốn đứng cái thế này để bắt hết những con lạc đà của game thủ màu 1 rồi. Màu 1 đã hết lạc đà, màu 1 đã hết lạc đà và bây giờ sẽ ăn nốt những con cung lờ của game thủ màu 4 trận đấu này. Rồi họ đang phối hợp với nhau không được ăn ý cho lắm khi mà lạc đà đã hết. Không biết là màu 1 có bánh xe chưa. Rồi bắt đầu có bánh xe. Vẩy em không anh ơi, vẩy vẩy vào. Tiếp tục sẽ là vẩy dành cho game thủ xi măng. Đây là những con nông dân super nên nó khó giết một chút thôi, nhưng mà vẫn chúng ta vẫn cố gắng vẩy. Rồi ăn được rất nhiều nông dân của màu 1 rồi. Và bên này Nam Song Kyu báo về là cũng lọt được một tên vào nhà của màu 4, làm quấy đảo nhà của game thủ U98 trận đấu này. Rồi rất hay dành cho hai game thủ. Bên kia họ loạn luôn cái khoanh dòng trứng của mình. Tươi. Với việc như thế này thì game thủ xi măng sẽ khỏe. Anh sẽ cơ cấu cho mình bên kia đi sai luôn dành cho game thủ 98. Hay quá. Rồi hay. Tỷ số là 2
hai đều trong trận đấu thứ nhất này. Chúng ta có trận chung kết. Vâng, một cái khe kia sai lầm, họ muốn bắt cái tên quân kia của huyền thủ xi măng, nhưng mà xi măng đứng lên trên cái khe kia ở trên dốc. Ảo thật. Một bài bên trên họ ăn tranh chúng ta đây. Như kiểu là họ nhớ ba vậy. Nên đây để ăn cái bỏ quả này, hai cái bỏ quả. Nếu mà không dò không cẩn thận thì chắc chắn nhà của U98 rất nghèo trận chiếu này. Mà họ lên ăn tranh được hai cái bỏ quả giữa hai nhà. Tỷ số là 2 đều. Chúng ta có trận chung kết rồi.